đánh bé 8 tuổi tử vong vì bị rối loạn tâm thần hậu Covid. Mẹ ruột Quỳnh Trang cho rằng con gái mình bị chứng rối loạn thần kinh tâm thần hậu Covid, dẫn đến rối loạn lo âu, hoang tưởng. Sáng 21 tháng 7, Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, cha bé VA và Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, người tình của Thái. Trong vụ bạo hành khiến bé NTVA, 8 tuổi, con riêng của Thái tử vong. Quá trình thủ tục, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại, đề nghị xác định tỷ lệ thương tật, thương tích của bị hại trong ngày mùng 7, mùng 10, 11, 12 tháng 12 năm 2021 và xác định bị cáo Thái là đồng phạm với bị cáo Trang về tội giết người, cố ý gây thương tích. Sau khi hội ý, theo hội đồng xét xử nhận thấy căn cứ vào điều 205, 206, 207 Bộ luật hình sự, việc xác định thương tích là bắt buộc. Hội đồng xét xử cho rằng cần hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho viện kiểm soát để điều tra bổ sung, xác định tỷ lệ thương tích của bị hại theo yêu cầu của luật sư. Sau khi buổi xét xử sáng nay diễn ra, mới đây trên mạng xã hội lan truyền tờ đơn được cho là của bà VTMT, mẹ đẻ của bé Quỳnh Trang, gửi cơ quan chức năng để thanh minh về việc làm của con mình. Trong đơn, bà MT cho rằng con gái mình đánh cháu VA đến tử vong là không bình thường. Từ trước đến nay, cháu Trang rất lễ phép, là người tốt, được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, sống trong một gia đình, dòng họ gia giáo, có học thức. Ông bà ngoại cháu Trang là cán bộ lão thành cách mạng, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều huân chương, huy chương cao quý trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bản thân tôi là giáo viên, bố cháu Trang hiện là cán bộ trong ngành tòa án gần 30 năm, đã nhận kỷ niệm chương của ngành tòa án. Gia đình cán bộ, đảng viên mốc mực tại địa phương, bà MT viết. Ngoài ra, mẹ của Quỳnh Trang cũng cho biết, từ tháng 10 năm 2020, đến trước khi xảy ra sự việc, các cháu sống với nhau rất tình cảm, không có xích mích, mâu thuẫn gì, luôn quan tâm, chăm sóc nhau. Thậm chí, Thái còn đưa bé VA về thăm nhà Trang và chuẩn bị tính chuyện kết hôn. Tuy nhiên, bà MT cho rằng con gái mình phạm tội đánh cháu VA đến chết là do di chứng của Covid. Cháu Trang phạm tội trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19, cháu bị nhiễm Covid-19 trong thời gian dài. Lúc phạm tội cháu mới vừa khỏi bệnh. Tôi tin rằng cháu bị di chứng rối loạn thần kinh, tâm thần hậu Covid, dẫn đến rối loạn lo âu, hoang tưởng, rối loạn nhận thức, thay đổi cảm xúc thất thường. Mất nhận thức trong một thời điểm nhất định, không làm chủ được hành vi nên cháu mới có hành động dại dột để xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Mẹ dì ghẻ Quỳnh Trang khẳng định. Ngay khi những dòng chia sẻ trên được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bất ngờ trước những lời thanh minh của mẹ Trang. Nhiều người cho rằng gần như cả thành phố bị Covid-19, ai cũng như Trang thì thành phố sẽ như thế nào. Nhưng lời lẽ thanh minh cho con gái của bà là không thể chấp nhận được. Con gái bà đã hành hạ bé từ rất lâu, ngày này sang tháng khác để trả thù mẹ bé. Những hình ảnh cô ta đăng lên mạng gửi về cho gia đình chỉ là bình phong cho tâm điểm độc ác, hành vi giết người của cô ta. Mọi lời bào chữa không thể được chấp nhận trong trường hợp này, cần phải trừng trị thích đáng, cư dân mạng viết. Hiện phiên tòa sáng nay đã được hòa hoãn để điều tra bổ sung hành vi giết người của Trang và Thái. Dư luận vẫn đang sục sôi cho hành động tàn ác của cặp đôi. Vì sao hoãn phiên tòa xét xử dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết? Sau hơn một giờ làm việc, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm công khai vụ án bé NTVA, 8 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bị bạo hành đến tử vong. Hơn 9 giờ ngày 21 tháng 7, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm công khai vụ án bé NTVA, 5 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bị bạo hành đến tử vong. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, quê Gia Lai, và Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, cha bé A. Hội đồng xét xử thấy cần tiến hành giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại vào ngày 7, 10, 11 và 12 tháng 12 năm 2021 mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa. Vì đó, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho viện kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian mở lại phiên xét xử sẽ được hội đồng xét xử thông báo sau. Hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái không được lập tức áp giải lên xe về nơi giam giữ. Gần 15 phút sau, lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự có hỗ trợ tư pháp mới dẫn giải các bị cáo lên xe và rời khỏi tòa án bằng cổng phụ. Trước đó, sau phần thủ tục, hội đồng xét xử đề nghị các luật sư của bị hại đã gửi kiến nghị trước đó rõ hơn và các đề nghị của mình. Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng cơ quan điều tra đã không trưng cầu giám định các thương tích của bé A trước ngày tử vong là thiếu sót và bỏ lọt tội phạm. Luật sư Thơm đề nghị trưng cầu giám định thương tích bé A ngày 7, 10, 11 và ngày 12 tháng 12 năm 2021. Theo luật sư, đây là căn cứ quan trọng
để đánh giá tính nguy hiểm vi phạm tội kéo dài của các bị cáo và làm căn cứ định tội đối với Trang và Thái. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ kiến nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung thay đổi tội từ hành hạ người khác sang tội giết người đối với Thái. Sau khi nghe luật sư trình bày, hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa để hội ý. Cáo trạng trước đó thể hiện Trang sống chung như vợ chồng với Thái từ khoảng tháng 9 năm 2020 sau khi ly hôn sau tức giận việc gia đình. Thái không cho kết hôn với Trang và việc Thái mong muốn có con chung với Trang nên trong thời gian bé A học trực tuyến ở nhà từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2021, Trang đã dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại đánh đập, hành hạ dã man cháu A bằng nhiều hình thức khác nhau. Có những ngày Trang đánh cháu A trong tình trạng không mặc quần áo, quỳ gối và sơ hai tay lên đầu. Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ bé VA nhưng không can ngăn. Ngày 22 tháng 12 năm 2021, Trang dùng hung khí đánh vào vùng trọng yếu của A liên tục trong gần 4 giờ, dẫn đến việc bé gái tử vong vì phù phổi thấp, sốc chấn thương. Thái sau đó đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera, xóa dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang. Cần xử lý nghiêm minh nhất. Trước khi diễn ra phiên xử, trao đổi với báo chí, luật sư Nguyễn Anh Hơm, đoàn luật sư Hà Nội, luật sư bảo vệ gia đình bé VA cho biết, quan điểm các luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu VA là không khoan nhượng trước tội ác của trẻ em, là người yếu thế, đối tượng đặc biệt cần phải được pháp luật bảo vệ. Theo luật sư Thơm, đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang cần có mức hình phạt cao nhất, loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội cũng chưa hết được tội ác. Còn đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, cần thay đổi tội danh giết người mới đúng lý luận tội phạm và bản chất hành vi gây ra. Trong quá trình điều tra, các bị cáo chưa thực hiện sự thành khẩn, ăn năn hối hận trước tội ác gây ra. Các bị cáo còn ra sức biện minh để nhằm giảm nhẹ tính nguy hiểm của hành vi. Bị cáo Trang cho rằng hành hung là dạy dỗ và bực tức vì học kém. Nhưng kết quả xác minh tại trường học, cháu học rất tốt. Động cơ sát hại cháu bé được xác định là đê hèn, nghĩa là do thủ tức cá nhân chút lên người cháu phải gánh chịu. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái đổ lỗi cháu Vân An bị sát hại là kết quả bạo lực cho Trang gây nên. Bị cáo khai gọi điện thoại cho Trang vào khoảng 15 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2021 khi mở camera kết nối điện thoại là không chính xác. Thời điểm 15 giờ tức là Trang mới chỉ bắt đầu to tiếng, cầm hung khí đe dọa cháu. Thực tế qua xác minh, chi tiết từng cuộc gọi thấy Thái gọi cho Trang vào hồi 15 giờ 42 phút. Đây là thời điểm cháu đang bị Trang bạo hành vô cùng tàn ác, không mặc đồ, trói tay. Thái biết rõ, nhận thức được con đang rất nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đang lạnh lùng bỏ mặc cho Trang hành hung. Tuy nhiên sau cuộc gọi này, Trang càng điên cuồng hơn ác quỷ và hậu quả cháu bé đã tử vong. Còn rất nhiều vấn đề trong vụ án cần làm sáng tỏ để chứng minh tội ác của chúng tại phiên tòa sắp tới, như cần làm rõ các thương tích cũ cháu bị tổn thương trước ngày 22 tháng 12 năm 2021. Như bản kết luận giám định nêu là nguyên nhân chết là yếu tố cộng thêm. Luật sư Thơm đảm bảo công lý sự thật, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét trả hồ sơ điều tra bổ sung các vấn đề. Thứ nhất là trưng cầu giám định bổ sung thương tích bị hại trước ngày 22 tháng 12 năm 2021. Mặc dù cháu đã tử vong nhưng vẫn thực hiện giám định được qua hồ sơ theo quy định tại khoản 2, điều 2, thông tư 22/2019, TT-BIT ngày 28 tháng 8 năm 2019, nguyên tắc giám định. Thứ hai, thay đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái từ tội danh hành hạ người khác sang tội giết người với vai trò là đồng phạm. Thứ ba là chuyển thẩm quyền xét xử của tòa gia đình và người chưa thành niên sang tòa hình sự theo đúng hướng dẫn của thông tư 02/2018 và thông tư 01/2017 của Tòa Nhân dân tối cao về thẩm quyền xét xử, phòng xét xử thân thiện của tòa gia đình và người chưa thành niên. Luật sư Thơm cho biết thêm, trước đó luật sư cũng đã có kiến nghị khẩn cấp gửi tòa án, đề nghị trả hồ sơ, yêu cầu trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích bị hại VA đã chết trước thời điểm ngày 22 tháng 12 năm 2021, thay đổi tội danh của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái từ tội che giấu tội phạm sang tội giết người.